Khu tái định cư cảng hàng không Sapa có tổng mức đầu tư gần 410 tỷ đồng, gồm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 đã hoàn thành, chủ đầu tư và các đơn vị đang khẩn trương thi công giai đoạn 2 với quy mô là 125 ha, gồm xây dựng các tuyến đường sản xuất và tái định cư, tuyến đường tránh tỉnh lộ 151C, san gạt mặt bằng trên 31 ha, xây dựng mạng lưới cấp thoát nước, cấp điện và chiếu sáng, cùng một số hạng mục khác, tổng kinh phí trên 337 tỷ đồng. Hiện khối lượng thi công đã đạt 90%. Hiện tại tất cả các hạng mục trên công trình, công trường thì chúng tôi đang vào công tác hoàn thiện để cố gắng để kịp với lại tiến độ và bàn giao cho chủ đầu tư để cấp tái định cư cho các hộ dân trong phạm vi sân bay. Xã Cam Cọn có hơn 600 hộ dân diện phải di chuyển nhà ở, thu hồi đất sản xuất. Để nhận được sự đồng thuận, huyện Bảo Yên chỉ đạo các phòng ban chuyên môn phối hợp với cấp ủy chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức đối thoại, giải đáp kiến nghị của người dân, nhất là các hộ có đất bị thu hồi. Tuyên truyền, xác nhận nhân khẩu và xác nhận nguồn gốc đất và tỷ lệ phần trăm mất đất. Ngoài ra thì huyện còn có những cái hướng dẫn của Ủy ban nhân dân huyện về vấn đề là các cái luật về đất đai trong khi thu hồi đất để người dân nắm được, phát cho từng hộ dân như một cái quyển cẩm nang để cho người dân nắm được, hiểu được. Khu tái định cư Cam Cọn hoàn thành là điều kiện quan trọng để triển khai dự án cảng hàng không Sapa. Vì vậy, sự đồng thuận của người dân là yếu tố rất quan trọng. Cắm đất là người ta ra ở, thì người ta cũng rất là phấn khởi cái là bây giờ đang ở hầm hố như thế, bây giờ được một cái mặt bằng ở như thế này, quy mô như thế, là cái tâm lý người dân là rất là thỏa đáng. Cũng là nhờ nhà nước có cung cấp điện với cấp đất cho gia đình chúng tôi đấy. Bây giờ đã được ra ngoài đường cái ở rồi, được mà xây được cái căn nhà, căn cử này thì gia đình cũng được là mừng quá rồi đấy. Để phấn khởi và cũng là chân thành cảm ơn với nhà nước thôi. Hiện đã có 51 trên tổng số 110 hộ dân đã được giao đất tái định cư để xây dựng nhà cửa ổn định cuộc sống. Theo dự kiến, chủ đầu tư và chính quyền địa phương sẽ tiến hành giao đất tái định cư cho 58 hộ còn lại xong trong quý 2 năm nay.